Kính thưa quý vị và các bạn, là một mỏ hầm lò trẻ của ngành than, so với nhiều đơn vị bạn, công ty Than Nam Mẫu, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với công nghệ khai thác than hiện đại. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa nhằm phát huy tối đa các khâu của dây chuyền sản xuất, quản lý, hướng tới xây dựng mỏ hầm lò thông minh theo chủ trương của tập đoàn. Than Nam Mẫu được biết đến là một trong những mỏ hầm lò có sản lượng lớn của ngành than. Từ công nghệ khai thác lò chợ dây diều chống gỗ năng suất thấp, đến nay các diện sản xuất của Nam Mẫu đã được thay thế bằng 100% công nghệ giá khung di động, bốc xúc bằng máy trong các lò chợ, năng suất lao động cao. Để có được kết quả mang tính đột phá, đó là cả sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần kỷ luật và đồng tâm của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức lao động Than Nam Mẫu. Từ những chỉ đạo, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh, đặc biệt là nghị quyết số 19 NQDU ngày 2 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu đã ban hành nhiều các nghị quyết đẩy mạnh cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, coi đây là chiến lược phát triển xanh bền vững để tăng năng suất, sản lượng khai thác và nhất là tiết kiệm tài nguyên khoáng sản cho đất nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khởi nguồn từ các cái nghị quyết số 19 của Đảng ủy Tập đoàn, nghị quyết số 10 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, từ năm 2017 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã xây dựng 3 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên tại đơn vị. Các cái nghị quyết này là hành lang pháp lý để Ban chấp hành Đảng bộ công ty lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Với cái mục tiêu là nhằm đổi mới tư duy trong quản lý về công tác cơ giới hóa, cơ khí hóa, tin học hóa, tiến tới tự động hóa công tác đào lò, khai thác để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, an toàn và nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chiếc máy khoan xúc đa năng bánh xích này vừa được công ty Than Nam Mẫu tự cải tạo, sáng chế và đưa vào sử dụng ở mức âm 50. Đây là công nghệ đào lò tiện ích tiên tiến hiện đại nhất trong toàn tập đoàn, được công ty Than Nam Mẫu ứng dụng đầu tiên, đồng thời hứa hẹn một bước đột phá mới trong khai thác đào lò các đơn vị trong toàn tập đoàn TKV nói chung. Trước đây, để thực hiện các khâu khoan, xúc bốc, người thợ phải trực tiếp dùng máy khoan đi gương, sử dụng máy xúc bốc xúc đất đá vận chuyển tới gòn, làm tốn thời gian, nhân lực, tăng nguy cơ tai nạn, ô nhiễm môi trường mà năng suất, hiệu quả lại không cao. Máy khoan xúc đa năng đưa vào sử dụng đã khắc phục những hạn chế trước đây nhờ tích hợp các tính năng khoan, xúc bốc. Nếu như trước đây mỗi ngày chỉ đào được 1,6 mét lò, thì khi sử dụng máy khoan bốc xúc đa năng đã đào được 3,2 đến 4 mét một ngày và phấn đấu đạt 80 đến 120 mét một tháng. Từ ngày mà chúng tôi đưa cái máy đa năng này vào làm việc ấy, thì là thứ nhất là thì cũng là vì nó là cái công nghệ mới đưa vào, thì anh em tôi cũng là vừa làm vừa học. Như các anh chị quan sát cũng thấy là có rất nhiều anh em phòng ban ở đây để cùng với đơn vị để hướng dẫn để cùng làm. Và cái ưu điểm nữa của cái máy này thì là nó rất là an toàn. Đấy, ngày xưa thì khi mà chúng ta sử dụng cái bố khoan IT29-30 đấy để chúng ta khoan gương, thì là anh em thợ là phải ở trong gương thì là có nguy cơ đất đá, nó khi mà chúng ta chọc cái om nó chưa triệt để thì nó cũng rơi vào người. Máy đa năng này thì có nhiều cái nó lợi thế hơn. Ví dụ như là nhiều lúc là khoan này thì là cái mình chỉ cần điều khiển hệ thống thủy lực là có thể đưa lên khoan những hàng nóc là rất là dễ dàng. Cái thứ hai nữa là những cái trước thì chúng ta dùng khoan IT ấy, thì là nhiều lúc anh em mà bắt chuồng khoan là nhiều lúc phải kê kích rồi đứng là rất là vất vả. Cái thứ hai nữa là sau khi mà khoan bấn mìn xong ấy, thì cái hệ thống xúc đá của cái máy xúc này thì là rất là nhanh. Chiếc xe khoan hai tròn ZCI-60 này vừa được tập thể cán bộ, nhân viên công ty Than Nam Mẫu chế tạo, cải tiến thành công từ chiếc máy xúc cũ.
ưu điểm xe khoan này có thể khoan nổ mìn cho những đường lò tiết diện lớn, có chiều cao đến 3,4 mét. Vị trí người vận hành cách xa gương thi công nên dễ quan sát biến động địa chất trong quá trình khoan, từ đó nâng cao công tác an toàn và đồng thời cũng giảm tiếng ồn cho người lao động. Trước kia thì khoan một gương này có thể 4-5 tiếng, nhưng bây giờ rút ngắn xuống còn 2-3 tiếng, giúp chúng tôi cải thiện được đồng lương cao hơn. Và làm việc với máy hai trò này nó hiệu quả và an toàn hơn rất nhiều. Để đảm bảo công tác an toàn và phòng chống cháy nổ, xe khoan cũng được trang bị bộ cảm biến khí metan MPS1, thực hiện khóa cắt điện khi đường lò có khí metan trong quá trình khoan. Từ khi có cái xe khoan hai tròn của công ty thiết kế và cấp bởi phân xưởng thì anh em đã được thi công với cái tốc độ nó gần như tăng lên gấp đôi. Và cái nguy cơ mất an toàn cho người lao động khi đứng gần mặt gương xử lý của khoan và tròn là gần như triệt tiêu hoàn toàn. Công nhân ở đây gần như không phải đứng sát mặt gương cậy khoang bắt tròn, nên là cái hiệu quả sản xuất tăng lên, anh em làm việc nhàn hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn. Mô hình này đang được tập đoàn đánh giá cao trong việc phát huy ứng dụng công nghệ mới hiện đại trong khoan đào lò. Bên cạnh áp dụng cơ giới hóa trong các đường lò bằng, việc nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong các đường lò chợ đã giúp Than Nam Mẫu nâng cao tối đa năng suất lao động và giảm sức lao động, tăng thu nhập cho thợ lò. Nhỏ nhưng hiệu quả lớn, đó là đánh giá của người lao động tại đơn vị được áp dụng máy xúc lò chợ ML01-0.09 và ML01-0.12. Mặc dù đang trong thời gian thử nghiệm, nhưng máy xúc lò chợ đã cho thấy hiệu quả vượt trội. Đây cũng là công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công ty. Cái chỗ tôi đứng này, ngày xưa xúc dưới cái máng cào này 4-50 phân ấy, là công nhân là toàn phải xúc xẻng bộ thủ công và cào than lên máng cào. Thì bây giờ là khi đưa cái máy xúc này vào thì là hoàn toàn là anh máy xúc này là anh ấy làm hết, nên công nhân là cũng đỡ vất vả đi nhiều. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình mà khi mà cái nhân lực mà chúng tôi mà cái đưa vào máy xúc này ấy, mà xúc mà để sang cái tuyến băng cào là chúng tôi xúc mà sang tuyến băng cào là rất nhanh. Trong ca là cứ chuyển khai khấu đâu xúc là sang băng cào là chúng tôi theo cái chu kỳ biểu đồ chủ tổ chức để chúng tôi làm việc thì 3 ca là rất trôi chảy và cái xúc than là rất hiệu quả. Hiện máy xúc lò chợ đang được áp dụng thử nghiệm tại hai đơn vị của Than Nam Mẫu. Máy đã phát huy tốt công năng. Khối lượng bốc xúc trung bình hai loại máy này đã bốc xúc được trên 20 tấn trên một giờ. Năng suất bốc xúc tăng gấp đôi lần so với thiết kế ban đầu. Máy xúc mini này vào trong phân xưởng chúng tôi thử nghiệm thì tôi cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Bởi vì nó tăng năng suất lao động và anh em giảm rất nhiều và cái sức lao động như trước là thường là xúc máng hoặc thủ công. Và bây giờ khi có máy này là anh em xúc bằng máy thì nó nhàn hơn đáng kể và nó tăng năng suất lao động và lò cơ nào cũng cao ráo sạch sẽ. Máy xúc lò chợ là công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ tri thức trẻ Than Nam Mẫu, được các ban chuyên môn tập đoàn đánh giá cao và thực hiện theo đúng chỉ đạo của tập đoàn về tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và giảm sức lao động cho thợ mỏ. Hôm nay là đoàn đi kiểm tra thực tế hiện trường thì chúng tôi là xác nhận là máy xúc làm việc rất là hiệu quả. Cái thứ nhất là cũng đã giảm được cái số người lao động ở trong lò chợ từ 4 đến 5 người trên một cái dây chuyền vận tải trong cái lò chợ này. Hai nữa là tăng được cái năng suất của cái xúc. Trước kia chúng ta xúc bằng xẻng thì rất là mất rất nhiều công sức, nên xúc máy xúc thì nó triệt để hơn. Cái xúc là cái thứ nhất là cũng tiết kiệm triệt để hơn cái tài nguyên, không bỏ lại trên cái lề nò. Thứ hai là năng suất nó cao hơn, cải thiện cái điều kiện tích cực cho cái người lao động trong làm việc ở trong lò chợ. Đến thời điểm này thì chúng tôi đưa được 28 cái máy xúc vào trong các gương lò đào lò chợ. Thì còn đối với gương lò đào chúng tôi đang áp dụng là 21 cái máy xúc, còn trong lò chợ thì đã đưa vào áp dụng là 7 cái máy xúc.
Còn đối với thiết bị khoan thì chúng tôi đã đưa được 6 cái xe khoan, vừa hai tròn vừa một tròn, vào trong cái các gương đào lò, mà đa số những cái gương này là tiết diện lớn từ 15 đến 22 mét vuông. Thì qua cái áp dụng thiết bị cơ giới hóa vào trong khai thác và đào lò của công ty than 5 mẫu ấy, thì chúng tôi đến thời điểm này đánh giá là đang hiệu quả, thể hiện bằng con số. Thứ nhất là khai thác than đào lò 8 tháng đã đạt trên 67% kế hoạch. Cái thứ hai là năng suất của đào lò đã tăng từ 8 đến 10% so với trước. Năng suất khai thác đã tăng 20 đến 22% so với trước. Trong công tác tin học hóa, Than Nam Mẫu cũng là một trong số những đơn vị hầm lò của TKV tiên phong thực hiện. Điển hình Than Nam Mẫu cũng là một trong số các đơn vị hầm lò tiên phong thực hiện chỉ đạo của tập đoàn TKV về một công trường không sổ sách với phương pháp sử dụng phần mềm viết nhật lệnh sản xuất, kết hợp bàn giao ca, báo cáo sau ca, ký nhận lệnh bằng số hóa vân tay. Hệ thống kiểm soát, quản lý lao động online bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt và vân tay, tích hợp mượn và trả đèn lò, quản lý người ra vào lò, quản lý suất ăn công nghiệp và hệ thống các phần mềm chuyên ngành mỏ đang sử dụng, không chỉ giúp Than Nam Mẫu nâng cao hiệu quả công tác quản lý công việc, năng suất, mà còn đảm bảo an toàn lao động, tiết giảm nhân công. Đối với hệ thống tự động hóa, công ty có nhiều công trình được đưa vào vận hành gần đây như vận hành hệ thống tự động hóa các trạm thông gió trung tâm, 3 cửa gió tự động trong đường ngõ chính, hệ thống giám sát và điều khiển trạm nén khí, hệ thống tự động hóa 9 trạm bơm dung dịch trong hầm lò, v.v. đã thay thế cho việc vận hành thủ công, mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, lại không đảm bảo an toàn. Trong 5 năm qua, Than Nam Mẫu đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, coi đây là chìa khóa để phát triển, mở rộng sản xuất. Tổng giá trị đầu tư đạt trên 2.557 tỷ đồng. Nhờ đó, các chỉ tiêu than sản xuất, mét lò, than tiêu thụ đều tăng so với kế hoạch từ 2 đến 5%. Sản lượng khai thác than trong 20 năm qua tăng hơn 10 lần, từ 200.000 tấn những năm 2000 lên trên 2 triệu tấn một năm như hiện nay. Doanh thu 5 năm qua tăng từ 2.482 tỷ đồng lên 3.262 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng từ 65,2 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tăng từ 10,9 triệu đồng lên 17,4 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập bình quân thợ lò 23 triệu đồng một người một tháng. Còn với những thợ của mô hình đào lò đa năng, bình quân thu nhập từ đầu năm 2019 đến nay là 30 triệu đồng một tháng. Cộng với hệ số khuyến khích, thu nhập của thợ lò trong thời gian tới có thể đạt từ 35 đến 40 triệu đồng một người một tháng. Than Nam Mẫu trở thành đơn vị trong top đầu của tập đoàn về thu nhập. Số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã giảm so với trước. Các điều kiện ăn, ở, đi lại, làm việc thường xuyên được cải thiện. Than Nam Mẫu cũng là đơn vị đầu tiên của tập đoàn xây dựng chung cư kiểu mẫu cho người lao động. Gặt hái được những trái ngọt từ sự quyết tâm áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất cũng như hướng đến một hầm mỏ thông minh, Than Nam Mẫu đồng thời khẳng định được sức vóc và trí tuệ của một mỏ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Những chuyển biến ở Than Nam Mẫu là minh chứng rõ nét trong lộ trình thực hiện chương trình cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, cũng như minh chứng cho thấy hiệu quả của những nghị quyết có tầm nhìn dài hạn của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Than Quảng Ninh nói chung và Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu nói riêng. Có thể nói Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu là một trong những đơn vị đã đi đầu trong việc đưa ra nhiều các cái giải pháp áp dụng công nghệ, thông tin trong kỹ thuật, trong sáng tạo, trong chế tạo và cải tiến các cái thiết bị trong đào lò, trong khai thác than hầm lò, trong công tác quản lý nhân lực và chỉ huy điều hành sản xuất. Sau 3 năm thực hiện cho đến nay ấy, thì công ty Than Nam Mẫu đã có điều kiện sản xuất hiện đại, áp dụng được tối đa cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa vào sản xuất. Từ đó đã có phần nâng cao được năng suất lao động, đảm bảo được công tác an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao cái thu nhập, đời sống cho người lao động. Thành công bước đầu trong việc áp dụng ba hóa ở một đơn vị sản xuất than
trong thời gian vừa qua đã tạo ra hiệu ứng hết sức tích cực đối với các đơn vị trong toàn tập đoàn, để khẳng định là cái nghị quyết và cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, của tập đoàn và của Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đúng hướng và đi vào thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, với một mỏ hầm lò có địa chất phức tạp như Nam Mẫu, để trở thành mỏ hầm lò thông minh theo chủ trương của tập đoàn, Than Nam Mẫu còn nhiều việc phải làm. Từ định hướng thành công trong việc thực hiện ba hóa đó thì đã tạo cái niềm tin, động lực thúc đẩy của tập thể Đảng bộ Than Nam Mẫu cùng hệ thống chính trị tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa chương trình này. Theo cái tinh thần nghị quyết số 15 ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ công ty về lãnh đạo đẩy mạnh công tác cơ giới hóa khai thác than giai đoạn 2021-2025. Mà cụ thể là nghiên cứu rộng rãi công tác cơ giới hóa, cơ khí hóa, tiến tới tự động hóa từng phần trong cái công tác khai thác than lò chợ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đảm bảo an toàn cho người lao động. Cũng như thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Tin rằng với đường lối lãnh đạo, chỉ đạo khoa học nhất quán cao của Đảng bộ từ tập đoàn đến công ty, quyết tâm, khát vọng và ý chí của toàn thể hệ thống chính trị và trên 4.000 cán bộ công nhân lao động, Than Nam Mẫu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, vững bước trên con đường phát triển. Qua đó góp phần đồng hành ngành than thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển xanh, cũng như cùng Quảng Ninh xây dựng tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trên vùng đất tràn đầy trí tuệ, khát vọng này.